nay đi xe gì lão vậy anh Quân? Rồi, hello em. Hôm nay shop mình lên cho anh em xem một em cúp 86. Êm lắm, để máy luôn cho anh em nghe. Đây, hello anh em. Nay shop em lên cho anh em nha, một em cúp 86 xanh dép Lào, cực kỳ dễ thương luôn. Quýnh như cái máy cho anh em nghe nha. Nó như là xe cam vậy, cái máy xe cam vậy. Siêu êm luôn. Chưa spa về tới shop nha, spa lên sóng cho anh em một em cực kỳ dễ thương luôn, biển số 60 Đồng Nai. Đó, đi một vòng cho anh em xem đi. Này full chức năng hết nha, xe này là full chức năng hết nha anh em. Đồng hồ, điện, đèn càng là đầy đủ hết. Đó. Giá lại cực kỳ dễ thương. Anh đang làm gì anh Quân ơi? Sài Gòn mưa quá anh em ơi. Mưa quá. Mới rửa hồi nãy xong. Giờ là để ở ngoài mưa nữa, phải lau cho nó khô nước cái đã rồi lên sóng cho anh em. Hôm nay lên cho anh em một em cúp đi ha. Rồi. Dạ rồi, xin chào anh em. Chúc anh em có một buổi tối ấm áp nha. Hôm nay shop em lên sóng cho anh em một em cúp 86 ha. Cái màu dép Lào, cái màu này là, nói chung là mình từ 67 từ CD qua tới cúp luôn, mình vẫn thích cái màu này anh em. Quay sát vô đây cho anh em xem. Thì hôm nay shop em lên sóng cho anh em con xe một em 86 dành cho sinh viên, học sinh ha, đi học hay đi làm đều được. Và những anh em luôn, những anh em, những ông chú, những ông anh đi uống cà phê, cực kỳ dễ thương ha. Cái máy anh em nghe là bao ghiền luôn, bao anh em ghiền luôn. Qua đây, đi sát vô đây quay cho anh em xem ha. Một em 86, xe thì nước sơn zin vẫn còn nha. Nước sơn zin vẫn còn, đuôi thì đã có làm đồng rồi. Và cái đuôi thì cái màu sơn hơi xấu. Đó, thì đầu tiên đi, đầu tiên quýnh vô cái ghi đông cho anh em xem ha. Đầu tiên thì mình review ghi đông cúp cho anh em xem. Ghi đông 86 zin, nước sơn zin còn nha. Đồng hồ zin còn. Thì một chút nữa mình sẽ để cái clip khi mà mình chạy ngoài đường ha. Là quá 40 là cái đèn báo động có chớp nha. Cái đèn báo tốc độ có. Đó, có chớp 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 báo động cho anh em ha. Thì mình sẽ để trong cái clip cho anh em xem. Ghi đông zin, đồng hồ zin, cùm zin, để mình test luôn cho anh em ha. Để mình test cho anh em. Đó, full điện, đèn càng, xi nhan đầy đủ cho anh em. Cùm zin nha, cái này là cùm zin, bao tay zin. Đó, quay cho anh em xem. Thì từ phụ tùng cúp, phụ tùng 67, phụ tùng CD, anh em cần món nào cứ alo cho shop em. Và xe cũng vậy luôn. Và bên shop em lúc nào cũng hỗ trợ cho những ông chú, những ông anh ở xa hết mình. Có cọc là có ship tới tận nhà cho anh em. Nên anh em ở xa cứ việc yên tâm ha. Qua bên đây, cái logo mặt nạ zin. Đó, quay vô luôn. Tình trạng zin, cái nào zin mình báo zin, cái nào hàng mới mình báo cho anh em hàng mới. Nên anh em ở xa cứ việc yên tâm ha. Đến với shop em thì mua bán lúc nào mình cũng rõ ràng hết anh em. Thật sự, lúc nào mình cũng rõ ràng cho anh em. Cái nào zin báo zin, nào mới báo mới, cái nào cũ báo cũ, chứ không có báo đầm bậy cho anh em. Nên anh em ở xa yên tâm ha. Quay chậm chậm cho anh em xem. Xe thì thẳng băng nha, xe thì thẳng băng. Từ sườn ghi đông đi thẳng băng luôn nha anh em. Đây nè, quýnh vô đây cho anh em xem nha. Ba ga mũi là ba ga zin, giò gà zin. Cái dè này á, cái dè này là dè lô xưa, dè này là bên shop em có nha anh em nha. Cái nào mới mình báo mới, cái nào mà zin mình báo zin, anh em yên tâm. Đùm trước đùm sau zin ha, đùm trước đùm sau zin. Niền câm thì sạch sẽ sáng sủa. Đó, tình trạng xe làm sao quay rõ ràng cho anh em xem. Anh em nào mà đi cà phê, đi chung là những cái thời bây giờ, thẳng về thời bây giờ anh em, những cái chiếc xe này thường được những anh em, nói chung là những anh em mình sưu tầm, có không phải là nó lớn lao gì, nhưng mà mình chạy, có nhiều anh em thích chạy xe này hơn là chạy những cái chiếc xe đời cao cấp. Có nhiều anh em bình luận á, cái chiếc xe mười mấy triệu đấy, mua chiếc xe đời mới mua cho đi cho nó sướng, mắc gì mua mấy xe này. Thật sự là nhiều anh em không biết thì người ta bình luận như vậy. Còn những anh em mà thật sự mà những anh em mà người ta thích đi cúp, thích đi 67 CD, có sở thích, mình khó nói lắm. Với lại có nhiều anh em hoài niệm, ta hoài niệm mà giống như hôm qua, để kể cho anh em xíu, bỏ anh em chịu khó lại xíu sắp xíu nha.
Để kể anh em nghe, hôm qua quay qua vừa mới lên sóng một em 67 biển số Sài Gòn, chính chủ Sài Gòn. Vừa đăng chưa được 7 phút luôn là ông anh ông điện thoại. Và chiếc xe được rất là nhiều anh em điện thoại luôn. Thì ông anh nó điện thoại đầu tiên là chỉ không trả giá gì hết, chỉ điện thoại là cọc tiền đem xuống cho anh liền tại anh bên Tân Phú. Và vô nhà ảnh thì giao tới tận nhà, vô nhà ảnh luôn, anh nói mua anh không có chạy, để chân thôi. Giống như hoài niệm ngày xưa lần đầu tiên mà ông mua được cái xe đó, lần đầu tiên mua được cái chiếc 67 là anh chở vợ ảnh đi học. Đó, thì giờ ảnh ngày xưa thì không có tiền xong mà bán. Thì bây giờ mới bữa giờ theo dõi shop mà thấy chiếc xe quá ưng ý. Đó, điện cho shop. Thì mua chiếc xe nhiều khi những chiếc xe này anh em mua về anh em không có đi, anh em để chân ha, để người ta hoài niệm lại cái ngày xưa của người ta. À, thôi về vấn đề chính đi ha, để mất tránh mất thời gian của anh em. Rồi, quay sát ra đây. Giờ mình quay vô cái sườn ha. Bây giờ mình quay vô cái sườn. Sườn là còn sơn zin nha, sườn là còn sơn zin. Nhưng mà chỗ này nè, quýnh vô cái đuôi cho anh em xem. Đuôi này là không mục mọt nha, có đều nước sơn xấu. Mấy chỗ này nè, mấy chỗ này nè, mấy chỗ này nè là chủ xe người ta mua sơn về người ta quẹt lên, nhiều khi nó bị bể sơn hay sao mình không biết, mà chỗ này á là người ta dặm sơn đó, người ta dặm sơn. Quay vô đây cho anh em xem xi nhan nè, xi nhan sau là zin nha, đuôi là không mục nha, nhưng mà nước sơn xấu đó. Quay vô cho anh em xem. Nhưng mà thật sự luôn, tại vì mình quay vậy là mình còn những anh em nào mà cần shop dặm lại cái đuôi thì mình sẽ hỗ trợ dặm cho anh em ha. Còn mình quay thì mình quay thực tế cho anh em. Phuộc sau là phuộc zin nè, phuộc sau là phuộc zin nha, phuộc 86 xanh dép Lào nè, ba ga 86 zin nha. Thì những anh em ở xa thì biết rồi, cái ba ga 86 zin á, nó giống như là cái chiếc ba ga sau của CD90 vậy, nó bự hơn thằng 81 ha. Được, nên được rất là nhiều anh em thích ba ga 86. Đùm trước đùm sau là zin, niền trăm thì sạch sẽ sáng sủa ha, niền trăm thì sạch sẽ sáng sủa. Gấp là gấp zin nha, gấp zin 86 nha anh em, đời cao nha, xe này đời cao nha đó. Cốp là cũng cốp zin luôn đó. Bô thì bô tân tiến. Cục máy, nói về phần cục máy thì thôi khỏi khỏi, không có gì mà để miêu tả luôn, cực kỳ im luôn. Thật sự mình lấy em xe này từ Đồng Nai về, mình chạy từ Đồng Nai về cực kỳ im luôn, máy là cực kỳ thì thầm luôn. Một chút nữa test cho anh em nghe. Mình cái chiếc hiện bây giờ mở chiếc cúp cam với chiếc xe cúp, những chiếc cúp cam mà đời cao nha, hai chiếc nổ máy là xe ngang nhau luôn, thậm chí cái này nhiều khi còn im hơn. Cái máy nó dễ thương lắm, máy nó thì thầm đó, chứ không phải như mấy cái xe mà lên máy hay là gì, nó máy cực kỳ dễ thương luôn. Qua bên đây, quay qua cho anh em xem, qua bên đây, qua phía bên đây cho anh em xem ha. À, xanh dép Lào thật sự thì từ CD luôn, từ CD tới cúp thì mình thật sự là mình thích cái chiếc xe cái màu này ha. À, mình thích cái màu này thì nói chung là tùy mỗi anh em, thì mỗi cái sở thích mỗi cái màu khác nhau. Nắp cá nắp nồi là còn sơn zin luôn nha, cái cục máy sạch sẽ nè anh em nhìn này nha, cục máy sạch sẽ. Xe là về là mình thật sự là mình chỉ có rửa thôi chứ mình không có vô gì hết, tại vì người ta đi kỹ anh em nha, tại vì người ta đi kỹ. Máy móc là ngon lành, sạch sẽ gọn gàng hết anh em nhìn nè ha. Đó, quay vô luôn số khung số máy cho anh em đây. Thì lúc nào cũng vậy, những cái xe bên shop em thì số khung số máy lúc nào shop em cũng vậy ha. Bao zin, quay sát vô, quay rõ ràng vô cho anh em xem. Hồi nãy quên lấy cái vít, mở cái cốp cho anh em coi số sườn luôn. Bên shop em thì mua bán rõ ràng lắm anh em ơi, cái nào mình zin mình báo zin, cái nào mới mình báo mới, à với mình không có báo tầm bậy đâu, nên anh em ở xa yên tâm ha. Dàn sườn, dàn chân, dàn máy đó, tình trạng sau thì shop em quay vậy luôn cho anh em xem. Rồi bây giờ thì mình sẽ test ha, mình sẽ test cái điện đèn càng xi nhan cho anh em đó. Thì những anh em mà thường hay xem những cái clip của shop em thì anh em biết rồi, những cái xe bên shop em từ ít tiền mắc tiền tới rẻ tiền luôn thì điện đèn càng lúc nào cũng đầy đủ ha. Và xin báo giá với anh em luôn, một em 86 ha, một em cúp 86. Quay vô cái biển số cho anh em xem, biển số 60 Đồng Nai, cái biển số dễ thương lắm nha anh em, 5657 ha, cái biển số dễ thương lắm. Và giá của em nó là 13.500.000, và số điện thoại của shop em là 0909 00 0708 anh em ha. Địa chỉ để anh em xem trực tiếp từ phụ tùng xe
thì shop chỉ có một địa chỉ một để cho anh em tới để anh em xem đầy đủ hết. Và ngay cả tại shop em có 3 căn ha, một căn là chuyên về phụ tùng cúp, một căn là chuyên về phụ tùng 67 và một căn là chuyên về dọn xe. Anh em mua đồ tới tận đây có cần hỗ trợ gắn sẽ có thầy thợ gắn tại chỗ cho anh em luôn, nên anh em ở xa cứ việc yên tâm. Từ 67, 68, CL, CD, CUP, 78, 79, 81, 82, 84, 86, 87, ha, DH, DD, là đầy đủ đồ chơi cho anh em, ha, đó. Và những chiếc xe bên shop em cũng vậy nha, cũng giống như phụ tùng, xe có cọc là có ship xa, nên anh em ở xa cứ việc yên tâm. Và bây giờ thì mình test máy với một em CUP 13 triệu 500 ngàn, một em CUP 86, 13 triệu 500 ngàn. Quay sát vô, anh em nghe được tiếng máy không? Anh em nghe được tiếng máy không? Đó, đây. Êm hơn em. Bao giọng nha, bao giọng, bao hú luôn. Bình xăng con zin nha anh em. Bình xăng con zin theo xe nha. Máy, co, xăng, bình xăng con là zin theo xe hết. Nổ thì thầm, canh ti nhuyễn nhừ. Đó. Với một em 13 triệu 500, cực kỳ dễ thương. Chỉ có tại shop phụ tùng 67 Quân dễ thương nhất Sài Gòn thôi. Thì nếu những anh em thì nói chung là nguyên con xe này nó ok hết, nó chỉ bị xấu trên chỗ này, thì mình có quay rõ ràng cho anh em nha. Tại vì cái này là chủ xe người ta mua, không biết ta lấy sơn dầu hay gì nên ta quẹt lên đó. Còn nếu mà anh em muốn hỗ trợ dầm chỗ này thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em, nhưng mà mình thấy để vậy thì nó vẫn hay hơn. Tại cái gì nó phải đều với nhau thì nhìn nó vẫn ok hơn ha. Đó. Anh em nghe được tiếng máy không? Anh em nghe được tiếng máy không? Đó. Thì thầm. Nó nổ nghe thấy ghét ha. Đây. Quá dễ thương. 13 triệu 500 ngàn. Và shop xin nhắc lại một lần nữa nha. Số điện thoại của shop em là 0909 00 0708 anh em ha. Địa chỉ để anh em xem trực tiếp là 37-15. Đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 ha. Có cọc là có ship toàn quốc, nên anh em ở xa cứ việc yên tâm. Một cái máy siêu im luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em ha. Cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm cho shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em. Bye bye anh em.